và cụ thể là thầy và các em chúng ta sang ví dụ một nào. Người ta yêu cầu viết các số tự nhiên liền sau một số sau 19, 59, 100. Nào, ok. Ví dụ một của thầy. Nào, viết số liền sau một số sau. Em nhớ nhá, số liền sau số tự nhiên A là A cộng 1. Cho nên số liền sau số 17 là, nào, số liền sau của số 17 là A cộng 1, tức là 18, đúng không nào? Số liền sau của số 59 là 59 cộng 1, đúng không? A cộng 1 là 60. Và số liền sau số 100 là 101. Ok chưa? Đó, vậy để tìm được một số liền sau một số thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng liền sau số tự nhiên A là A cộng 1 thôi. Là các em làm được thôi, đúng không nào? Tiếp theo này. Viết số liền trước một số sau, liền trước này. Số liền trước số tự nhiên B là B trừ 1, nhưng nhớ là B không được phép bằng 0. Số 0 vì số 0 không có số liền trước mà. Đó, được chưa? Mà ở đây thì có 21, 36, 100. Ta làm như sau.